Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tin: bé gái xin bác sĩ cho mẹ thở oxy và những câu chuyện chỉ mong phép màu. Giọt nước mắt của bé gái 8 tuổi xin bác sĩ cho mẹ thở oxy. Ánh mắt ngơ ngác của em bé 2 tuổi mất ba người thân trong nửa tháng khiến nhiều người rơi lệ, giá như có một điều ước đến với các em. Bé gái khóc nấc xin bác sĩ cho mẹ thở oxy. Câu chuyện chia sẻ trên Facebook của bác sĩ Nguyễn Đăng Duy Hoàng đang khiến nhiều người chú ý. Bé gái NCKN, 8 tuổi, ngụ phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp gọi điện đến đội tình nguyện của bác sĩ Hoàng cầu xin cứu mẹ đang trong cơn nguy kịch. Chú ơi, cứu mẹ cháu với. Nhưng thật buồn, khi bác sĩ tới nơi, mẹ cô bé không còn thở nữa. Chưa biết mẹ đã qua đời, bé gái nức nở nói: bây giờ cháu chỉ cần mẹ, chú cho mẹ cháu thở oxy đi, cháu chưa ở xa mẹ ngày nào, cô chú chăm sóc mẹ cháu với, hãy giúp mẹ cháu đi ạ. À. Được biết, bố cháu bé đang là bệnh nhân Covid và được điều trị ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chưa rõ được nguyên nhân qua đời của mẹ, còn cháu bé được đưa về cách ly, chăm sóc tại khu cách ly cộng đồng quận 8. Độc giả Lan Hương, viết Tuấn, Bằng Phương đều đau đớn vì Covid-19, khiến nhiều gia đình tan nát. Đọc mà trào nước mắt, Covid đã khiến nhiều gia đình vĩnh viễn xa nhau. Mình cũng có con nhỏ như bạn này, nhìn bé mà rớt nước mắt. Đọc câu chuyện mà mắt cay xè, bỗng chốc một cô bé thành mồ côi, thương con. Bình luận trong bài viết của bác sĩ Duy Hoàng, tài khoản Hoàng Thanh Mai chia sẻ những lời van xin của bé ám ảnh. Bây giờ cháu chỉ cần mẹ, chú cho mẹ cháu thở oxy đi, cháu chưa ở xa mẹ ngày nào. Đọc đến câu này, tôi bật khóc. Những câu nói của bé cứ vang trong đầu của tôi, bé mới bằng tuổi con gái tôi, đau đớn quá. Đây cũng là tâm trạng chung cùng nhiều độc giả, nhất là những người đã làm cha, làm mẹ, đôi khi đối diện với thực tế tàn khốc của dịch bệnh này. Gia đình ba người mất trong nửa tháng, bé 2 tuổi ở với ông. Câu chuyện của gia đình anh Lưu Văn Thanh ở đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cũng khiến nhiều người đau xót. Khi người vợ chuyển dạ và nhập viện ở Từ Dũ, qua khám sàng lọc mới phát hiện cả hai vợ chồng đều dương tính. Cháu bé mới sinh thì tử vong, liên tiếp sau đó, gia đình nhận tin mẹ vợ và mẹ đẻ của anh Thanh qua đời sau dương tính với SARS-CoV. Con đầu của cặp vợ chồng mới 5 tuổi cũng dương tính. Ông ngoại phải lặn lội từ Long An lên thành phố chăm sóc đứa cháu thứ hai mới 2 tuổi, liên tiếp nhận tin buồn, ông chia sẻ: tôi giờ cũng không biết chính xác họ hàng bao nhiêu người dương tính nữa, gia đình xào xáo, tôi không biết làm sao. Độc giả A Dành chia sẻ: chưa từng thấy hoàn cảnh gia đình nào lại bi đát hơn gia đình của anh, biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe của những người còn lại trong gia đình này. Độc giả Vân Đào không giấu nỗi sự xót xa: trời ơi, đang bệnh tật, gia đình liên tiếp đón những tin buồn như thế này, thương nhất chị vợ anh Thanh, sinh con không như ý, lại đón tin mẹ đẻ, mẹ chồng qua đời. Mong cả gia đình sớm bình phục để ổn định cuộc sống. Bạn Quế Sơn không quên nhắn nhủ cộng đồng sau khi đọc câu chuyện: mỗi người hãy cố gắng hết sức để có thể, để bảo vệ mình, dịch xảy ra biết làm sao, biết bao nỗi đau mất người, mất của, mất vốn, mất doanh nghiệp. Sau nỗi đau này, mỗi người cần thức tỉnh để bảo vệ cuộc sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhiều nhiều thứ nữa, kính chúc gia đình vượt qua nỗi đau mất mát này. Mới đây, anh Lưu Văn Thanh cho biết anh vừa được ra khỏi khu cách ly và về nhà chiều ngày 22 tháng 7. Trước đó 2 ngày, con 5 tuổi của anh cũng được ra viện. Vợ tôi cũng đã nhận kết quả âm tính và ra viện vào chiều hôm 22 tháng 7. Hiện tại chỉ có bé gái 2 tuổi đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV, tuy nhiên bé không có biểu hiện ho, sốt. Vì thế gia đình đang tính hỏi ý kiến bác sĩ, nếu được thì có thể cho bé ở nhà để gia đình chăm sóc hay không. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn yêu thích video này thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé.